Chỉ còn 3 ngày nữa vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2023 sẽ khởi tranh tại Indonesia. Tại sân vận động Gelora Bung Tomo, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đang được gấp rút hoàn tất. Đến thời điểm hiện tại mọi thứ cơ bản đã sẵn sàng. Hệ thống màn hình LED bao quanh sân cỏ đã được lắp đặt và tiến hành chạy thử nghiệm. Các banner về giải đấu đã được lắp đặt theo đúng yêu cầu của FIFA. Trong khi thảm cỏ nhân tạo đã được trải ra để che đi đường pitch, tạo cảm giác liền mạch cho mặt sân thi đấu. Mặt cỏ được chăm sóc kỹ càng và đang đạt trạng thái tốt nhất. Một sân khấu nhỏ đang được lắp đặt để phục vụ cho lễ khai mạc. Trong khi các thiết bị phục vụ công tác truyền hình và hệ thống VAR cũng đang được các nhân viên gấp rút hoàn thiện. Đây sẽ là lần đầu tiên công nghệ video hỗ trợ trọng tài xuất hiện tại các sân vận động của Indonesia. Lễ khai mạc của FIFA U17 World Cup sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 11 tới. Sau đó, chủ nhà U17 Indonesia sẽ gặp U17 Ecuador trong trận ra quân.